Một người đàn ông ở Philippines đã bị sốc khi phát hiện ra rằng bên trong ngực của mình có một con dao găm suốt 14 tháng mà không hề hay biết. Ken, 36 tuổi, đã bị tấn công tại một thành phố ở Philippines khi anh ta đang đi làm. Người đàn ông này biết đến con dao gần đây khi đi kiểm tra sức khỏe cho công việc mới. Ken đã phát hiện ra rằng con dao nằm cạnh khung xương sườn của mình, chỉ cách vài cm thì nó có thể đâm vào phổi của anh. Khi bị đâm, con dao đã nằm trong cơ thể nhưng các bác sĩ không hề biết, họ chỉ xử lý và khâu vết thương bên ngoài mà không hề chiếu chụp, khiến con dao dài 10cm vẫn còn trong cơ thể của anh. Tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy đau ở ngực khi thời tiết lạnh, nhưng tôi không hề biết có một con dao trong ngực của mình. Cơn đau chưa bao giờ đến mức tôi phải đi gặp bác sĩ, tôi chỉ chờ đợi và nó cũng tự hết sau một thời gian. Giờ thì mọi thứ đã qua đi, bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết vấn đề thực sự đã được giải quyết, anh chia sẻ. Ngay sau khi phát hiện ra con dao vẫn còn nằm trong cơ thể, người đàn ông đã yêu cầu các bác sĩ loại bỏ nó để bắt đầu công việc mới của mình là một thợ mỏ. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!